Nhưng thay vào đó lại khiến cho thính giả trước khi nghe pháp có cảm giác trở nên được khai ngộ. Sau cảm giác khai ngộ ấy, họ thấy như vừa trải qua một cơn say rượu hay vừa trải qua một giấc mơ mà trong đó mình được giàu có. Cảm giác khai ngộ này không phải là khai ngộ chân thực, nó chỉ là một loại huyễn cảnh, cũng giống như khi xem phim hoặc uống thuốc hallucinogenic, huyễn giác hoàn vậy thôi. Họ thấy mọi chuyện đều ở trong cơn biến hóa huyễn ảo, nên tâm họ thấy được từng niệm, từng niệm đổi rời. Hoặc họ có được túc mạng thông, nhưng thật ra túc mạng thông ấy cũng không thực, những gì nó thấy đều là huyễn ảo. Hoặc họ có tha tâm thông, hoặc thấy được tất cả cảnh giới ở địa ngục, hoặc biết được những việc tốt xấu ở cõi người hoặc có thể tùy việc nói kệ theo lối riêng của nó hoặc tùy hứng tụng kinh mọi người đều vui vẻ cảm thấy như được việc chưa từng có họ đều nói ông ấy thực là một vị bồ tát ông ta chính là phật ông ta đã làm cho tôi khai ngộ ông ta đã khiến cho tôi có túc mạng thông tuy nhiên cảm giác ấy chỉ có được khi họ đang nghe ma giảng pháp đó là điểm then chốt cho ta biết pháp ấy chẳng thật kinh văn thị nhân ngu mê hoặc vi bồ tát miên ái kỳ tâm phá phật luật nghi tiềm hành tham dục việc dịch hành giả ngu mê làm cho người ấy là bồ tát tâm trở nên vướng mắc chuyện yêu đương nên hủy phạm luật nghi của phật nén lút làm chuyện tham dục Giảng hành giả ngu mê lầm cho người ấy là Bồ Tát, hành giả ấy cực kỳ mê muội nghĩ tưởng kẻ đang bị gá vào là Bồ Tát, tâm trở nên vướng mắc chuyện yêu đương, anh ta giao tình với ma nên hủy phạm luật nghi của Phật, không còn tuân giữ giới luật nữa, lén nút làm chuyện tham dục, âm thầm làm chuyện dâm dục. Kinh văn khẩu trung hiếu ngôn phật hữu đại tiểu mỗ phật tiên phật mỗ phật hậu phật kỳ trung diệt hữu chân phật giả phật nam phật nữ phật bồ tát diệt nhiên kỳ nhân kiến cố tẩy địch bản tâm dị nhập tà ngộ việt dịch nó ưa nói có phật lớn phật nhỏ vị phật này trước vị phật này sau trong đó còn có phật thật phật giả phật nam phật nữ bồ tát cũng như thế người tu hành nghe vậy liền tin tẩy sạch bản tâm dễ rơi vào tà ngộ rằng nó ưa nói có phật lớn phật nhỏ ma thích nói những chuyện gì nó nói các ông đã học phật pháp vậy các ông có biết phật là gì không có các phật lớn và các phật nhỏ phật già phật trẻ nó còn giải thích chi tiết hơn vị phật này là trước vị phật này là sau vị phật này là thật vị phật kia là giả ma tuyên bố rằng chính nó là phật thật trong khi các vị khác là phật giả nó còn nói rằng có phật nam phật nữ nó khăng khăng quan hệ giữa các vị nam và nữ tạo ra các vị phật đó là nguồn gốc các vị phật đó là bồ đề tâm dĩ nhiên điều này gây cho người ta mê lầm họ nghĩ rằng ồ đó là cách mà người ta thành phật thế rồi họ buông thả và cuộc sống trác táng trụy lạc họ thà chết còn hơn là không được sống thác loạn trong dâm dục